Sau đây mình xin giới thiệu cho các bạn các bước để chúng ta vẽ SketchUp. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấp để chúng ta chọn vào cái hình như cái quyển vở, các bạn cứ hình dung nó như cái quyển vở này. Ta chọn đây. Và hiện ra trước mắt của chúng ta là có ba cái mặt phẳng. Mặt phẳng đầu tiên, mặt phẳng thứ hai, mặt phẳng thứ ba. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái mặt phẳng đầu tiên này. Chúng ta nhấp chọn vào mặt phẳng đầu tiên này. Chúng ta ấn OK. Đó, sau khi đó chúng ta đã vào, và các bạn nhìn thấy trên này nó có rất nhiều các lệnh cũng như là các cái hình để chúng ta ấn vào để chúng ta vẽ. Và đầu tiên các bạn nhìn thấy ở đây, tôi xin giới thiệu ở đây là có ba cái mặt phẳng. Mặt phẳng đầu tiên chúng ta phải ấn Ctrl nha, chúng ta phải giữ Ctrl nha. Mặt phẳng thứ hai, mặt phẳng thứ ba. Đó. Đấy, tôi xin giới thiệu cho các bạn nhìn thấy ba mặt phẳng đang hiện trên màn hình. Đó. Đây, mặt đầu tiên các bạn nhìn nó, mặt thứ hai, phẳng thứ ba. Đó, nó có ba mặt phẳng. Và mình xin được chọn cái mặt phẳng đầu tiên này. Và sau khi đó chúng ta ấn vào cái chảo thú này. Chảo thú nó gọi là gì? Chảo thú nó được gọi là cái phần trung tâm, nó nằm ở giữa để chúng ta vẽ hình cho nó chuẩn. Có nghĩa là lấy ở cái trung tâm. Để chúng ta lấy nó làm cái trung tâm. Và chúng ta sẽ tôi sẽ chọn vào cái hình này cho các bạn xem. Ở trên này có 5 mặt phẳng, các bạn nhìn thấy không? Có 5 mặt phẳng. Thì mình chọn theo mặt phẳng tùy ý của mình. Thì mình sẽ chọn cái mặt phẳng thứ hai này. Đó, và mình vẽ. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Mình đã vẽ được một cái mặt phẳng. Các bạn nhìn thấy mặt phẳng không ạ? Đó, nó ra một cái mặt phẳng. Đấy, chẳng hạn như nó đang bị lệch như này. Đó, các bạn nhìn thấy trên hình này, nó có rất nhiều các ô vuông này. Đó, ô vuông này vì sao? Đây, có thể chúng ta ấn vào chọn ô vuông này, nó sẽ là xoay ngang. Ô vuông này, nó cũng là xoay ngang. Đấy, hoặc là xoay thẳng lại. Và để chúng ta chọn một cái hình cho nó điểm là cân nhất. Cân nhất thì chúng ta chọn vào cái mũi tên đi lên này. Đó, nó sẽ cân về cái hình chính giữa của chúng ta. Và bây giờ chúng ta muốn vẽ cái kích thước, để chọn là để ấn vào cái, tùy theo ý của chúng ta chọn kích thước. Để vào đâu? Để cho kích thước chúng ta muốn lấy kích thước của chiều cao này, có thể là bao nhiêu, chiều ngang bao nhiêu, thì chúng ta phải nhấp chuột vào cái chỗ này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây, chuột chỗ này. Và chúng ta sẽ kéo lên tùy theo các bạn. Có thể các bạn chọn là 150 hay 10 hay bao nhiêu tùy theo các bạn. Mình sẽ chọn là 100, mình sẽ lấy là 100. Enter. Và về ngang này, mình sẽ lấy nó là 80. Bạn sẽ ấn Enter. Và chúng ta sẽ ấn vào đây, ấn mũi tên này. Và tiếp theo trong này đó, nó có ba cái hình này. Một đầu tiên là hình vuông, hình cong và hình xoắn này. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái hình có cái hình vuông mà. Hình vuông này. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Hình vuông này. Tiếp theo chúng ta nhìn đây. Đó, ở trong này các bạn có để ý thấy có một cái mũi tên đi ra không ạ? Đấy, chúng ta có thể ấn vào mũi tên này. Đó, tôi có thể ấn vào cái mũi tên này. Các bạn để ý này. Các bạn để ý này. Có thể mình kéo lên tùy theo mình. Các bạn nhìn ở cái chỗ cạnh này, cái kích thước của nó đang chạy này, 27 này, 70, 80, 90, tùy theo các bạn. Đó. Hoặc đây chúng ta có thể kéo đây quay xuống. Đó, các bạn nhìn thấy nó xuống, nó đi lên. Và chúng ta sẽ ấn nó đi lên này. Và ở đây mình sẽ chọn nó là 60. Ấn Enter. Đó. Các bạn thấy không ạ? Nó được một khối hình vuông. Khối hình vuông rồi. Khối hình vuông như này. Đó. Đó là các bước sơ qua để chúng ta tạo nên một hình. Và mình sẽ chuyển sang bài 2 để hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Xin chào các bạn.